HocTuyệtDầu.com ra một cái bài tập như sau. Ở đây tôi đã cho trước một cái cấu trúc HTML như sau. Tất nhiên là các bạn muốn đỡ phải gõ lại thì các bạn có thể vào cái địa chỉ này để mà các bạn sử dụng cái mẫu có sẵn đây. Thế thì các bạn phải biết HTML giống hệt như thế. Và bây giờ nhiệm vụ của bạn là gì? Bạn phải viết CSS vào đây. Thế thì bạn viết sao cho nó trở thành những cái file như sau. Cái file thứ nhất là một cái file mà tất cả những cái chỗ này background của tất cả những cái thẻ này nó đều vàng hết nữa. Đó, tất cả những cái dòng chữ này. Các bạn lưu ý là nếu như mà chưa có CSS thì nó như thế này. Thế thì bây giờ các bạn phải viết thêm CSS để làm sao nó ra được một cái giao diện như sau. Thế, và cũng cái cấu trúc HTML như thế này thì các bạn lại viết CSS theo một cái kiểu khác để nó ra được một cái giao diện như sau. Thế và cũng như thế, chúng ta đổi cái CSS đi để nó được một cái giao diện như sau. Hoặc là cũng như thế nhưng mà chúng ta đổi CSS đi để nó được một cái giao diện như sau. Tất cả những cái chữ học từ đầu đều có background màu đỏ hết. Hoặc là cũng cái cấu trúc HTML giống hệt như thế nhưng mà chúng ta lại viết ra một cái giao diện như sau, tức là cái chữ học từ đầu.com này nó có cái background là màu xanh và cái đầu chữ H này tự nhiên nó viết hoa lên. Lưu ý là tôi nhắc lại một lần nữa là HTML là các bạn buộc phải giữ nguyên, các bạn không được sửa nhé, để nguyên như thế này, tất không được sửa một tí nào cả. Và chỉ đổi CSS thôi để nó được ra được cái giao diện như sau. Đấy, background vàng này, tất cả này. Background vàng hai cái chữ dòng cuối này. Background vàng cái dòng trên này. Đấy. Background đỏ từng cái này. Và đây là background xanh và chữ hoa, mỗi cái chữ này thôi. Đấy. HocTuyệtDầu.com sẽ nâng cao cái độ khó của cái bài tập vừa rồi lên một chút xíu nữa. Đấy là trong cái cấu trúc cũ, tôi thêm một cái thẻ vào. Cái thẻ này vào để cho tăng cái độ khó thôi. Nếu mà thêm cái thẻ này vào thì chúng ta được một cái trang web khi chưa có CSS nó như sau. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn là phải viết CSS sao cho nó như sau, cái giao diện như sau, tức là cái background của cái dòng chữ đầu tiên nó màu vàng.